Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sister. Hôm nay chị em mình sẽ ăn món gì ta, chế trộn nem chả chế trộn. Trời ơi, chế món này là món lai rai nên phải uống bia. Bảo uống đồng chịu. Không cần lon ăn thua gì. Như là nghĩ địa gì đâu. Nghĩ địa gì với Hằng nhưng mà là nghĩ địa với Hiền đó. Được 2 ly rồi thấy không? Ngon lạnh đậm đẹp. Nhậu mà 2 ly. Cái này nó hơi bọt nên phải đỡ hết bọt xíu nữa. Bia này là bia Thanh Nhang Công Địa từ hồi Tết đến giờ các bạn. Đâu? Phải không? Đúng rồi. Còn lon nè. Bữa giờ hết rồi còn lon nè. Để bữa sau mình mua phần Thanh Nhang Công Địa rồi mình ấy. Mình ấy. Mà các bạn cùng ăn với chị em mình nha. Vô cái. Bọn mình chưa ăn cái chế này bao giờ hết. Ừ, đây là lần đầu tiên bọn mình ăn đó các bạn. Nem chả chế. Chấm thử. Chấm thử với chút muối. À. Nó có cái mùi của chế á. Có mùi riềng với lại hơi chua chua lên nem á. Cũng khá là ngon đó các bạn. Tới đây đám giỗ mà làm mấy món này ngon này Hằng nè. Tao mới nước mắm. Giòn ngon lắm. Nhưng mà chuẩn bị ấm dỗ kìa. Thế nào món này hot ở Sài Gòn ha. Được đó các bạn, được lắm. Ấm thử đi. Làm cực kỳ đơn giản. Mà mình nghĩ nếu không mua được chè á thì nem chả trộn không được. Ừ. Nem chả trộn thật được. Tại chế nhiều chỗ không bán đó. Mà nem chả thì thấy chỗ nào cũng bán hết đó. Ở vùng nào cũng có. Chấm muối. Chế này là một thịt sống rồi ta. Ừ, nhìn nó cũng chín chín mà. Chắc cũng được trộn sơ rồi. Luộc sơ rồi. Ủ ra một riết gì đó. Ừ. Đây tay rồi thấy chín mà. Nếu ăn cho mọi người ăn được thì mình ăn được. Ừ. Nhưng mà sợ không mua được thôi. Còn sợ các bạn mà muốn ăn á, không mua được á. Món này có nhiều ớt bột lắm. Có nhiều tiêu với ngon. Thơm. Mà dù ăn hơi cay. Vô cái chứ Hằng. Ngồi ăn không ạ? Chả bò, chả heo. Nem chua, nem chua. Nem chua này, nem chua cây. Hằng thích. Ừ, Hằng thích nem chua này. Hiền thích nem chua gói không? Nem Thanh Hóa với lại nem Ninh Hòa. Gói một cây nhỏ nhỏ, có lá nữa. Nhưng mà nem này cũng được mà. Nem này cũng được. Nem này là nem đời đầu á. Nem đời đầu có nem chua sau rồi. Nem chua á. Nem này bột không à? Nem chua mà. Là món làm từ thịt sống á. Nem chua với là món làm từ thịt sống á. Nạc mà. Không biết. Thịt nạc mà. Nhưng mà nem chua này bột không à, là chỉ có thịt. Có hương thịt á. Còn món nem chua gì ta? Nem chua chay á. Cay quá cũng luôn phát đi hả? Cay quá. Biết nem chua chay là làm từ gì không? Đang đúng cho mình nhìn. Đậu hũ kỳ. Mình nhìn nó không giành được nữa các bạn. Mình tưởng dễ vậy thì nó chắc chắn là nó không người nhìn rồi nên mình mới đưa giá thấp vậy. Nó làm từ gì? Cùi bưởi.
Gì? Vui bưởi. Nó đánh làm sao? Vậy chứ. Bữa nào nấu làm thử cho các bạn xem. Thôi ăn ngon lắm gì thịt thật á. Mình ăn dạ làm chi. Làm mất công rồi ăn không được nữa. Cái thằng nó cứ tiêu cực các bạn. Đã ăn chay rồi không có nghĩ đến em trẻ nữa nè. Cái gì mà đùi gà chay. Ăn chay là hàng thịt tĩnh tâm. Đùi gà chay gì? Ăn chay là rau thôi. Hồi thời gian, có thời gian thì mấy thằng cũng hay ăn chay. Mà ăn cho tự tâm thôi. Là bọn mình ăn cho bất nghiệp. Bọn mình ăn, đúng là nấu canh rau rồi các hiểu thôi. Rồi đậu khuôn kho lên hoặc là chiên lên ăn thôi. Ăn chán. Ăn được ngon lắm. Cơ bản á, nhà mấy cái món đùi gà thì nó không có ngon. Lâu lâu mình ăn rau rồi không vậy, nó sạch ruột lắm. Hả? Rồi. Thế gì vậy chứ? Đá quá, uống lên đá quá. Uống hết rồi, lát nữa cay rồi lấy gì uống? Lên lon. Còn đâu mà lên. Đáng ra uống đáng lắm là cũng không địa còn một lon đến bây giờ. Uống gì mà đánh đời. Đã uống cay quá thì uống ra tới bến, nó uống nửa chừng à. Cay quá. Thế đi nghỉ. Cay quá. Nãy giờ là đang tính cái đĩa này á, thằng nó không muốn ăn uống bia vào đầu. Nó muốn là mở một bộ phim. Đang coi Người Thầy Đức. Hay không? Hai phần rồi. Đang tính rượu thấy thằng coi lại rượu lại 988. Dạo này trên Facebook thấy đẳng cấp của phim đó nhiều á. Ừ. Tại vì cái con đóng phim đó. Nó đang bị đóng phim gì mới. Nó đang đóng phim Harry nhiều hả? Harry hả? Đúng ngắn á. Harry á. Đang đóng phim gì mới nè. Mà dân tình kêu là mang bảo 988 về phim này. Là có cameo hả? Dàn mấy phim kia qua đóng hả? Cũng coi thế thôi. Ừ. Coi muốn ngắm thôi. Hiểu không? Ừ. Nay hồi nãy thiếu gì nghe nói phim đó có hai nhân vật nam đẹp trai lắm đúng không? Biết. Món này chị biết thiếu gì không? Thiếu gì? Tỏi. Ừ. Nhưng mà mình không thích ăn tỏi sống. Không ăn được. Ừ. Hay tỏi sống là không ăn được. Tỏi trong giả nước mắm thì được. Chứ còn nguyên cả miếng tỏi không ăn được. Nhìn to hết dễ mắm. Là mình có một đứa cháu. Ở nhà buồn mùa không có gì ăn hết. Mà tôi lại ra bóc cục tỏi ăn chưa. Bóc cục tỏi ăn chơi vậy. Biết sao mà nó biết ăn món tỏi các bạn. Hồi nhỏ là phụ huynh hay để tỏi trong túi áo, túi quần đồ á. Trong cặp rồi trong trên gối để em. Quan niệm là trừ tà ma gì đó. Cái nó bóc ra, nó cầm nó bỏ miệng nó ăn. Nó nhai nó ăn. Cái nó quen luôn các bạn. Giờ nó ăn tỏi như trái cây á. Ừ. Rớt vậy. Hát là uống gì nữa. Còn chén không các bạn? Ăn sao vớt hết là nem chả rồi còn chén nè. Chén hơi nhiều. Sao bên nem chả chơi, chén hơi nhiều. Cái nửa lông bị không uống không hết nữa. Món này ngon các bạn. Làm thử đi. Không có chén thì làm nem chả thôi. Xoài cóc, rau răm, nem chả, chanh. Dưa leo nữa. Dưa leo. Muối, bột ngọt. Muối tiêu á, bột tiêu. Canh với tiêu với bột ngọt với ớt. Ớt bột với tiêu nhiều lên. Không cần ớt bột thì có ớt trái. Xong. Dễ lắm. Món này không phải trộn luôn hả? Nhưng mà cho nhiều tiêu thiếu. Nó thơm. Mà nằm nhậu á, đúng bài luôn các bạn. Mà ăn lai rai coi phim đúng bài luôn. Trời mưa rồi nè. Nãy cái mình quay cái đoạn mưa các bạn. Mưa gió nhưng mà rác. Đang trộn cái này trời mà mưa. Trời. Mưa như vụ bão luôn á. Mà lúc mà trôi quá trời rác không quay cho. Canh dầu trôi lửng lơ. Bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây các bạn nha. Còn cái này mà hết nước rồi cay lắm, không có nước không uống được. Mình dừng clip tại đây, các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like và một share để ủng hộ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.